Rót ly sữa cho hai đứa nãy giờ mà nó không chịu uống nữa. Hai đứa uống sữa đãi vô đi ngang. Em không thích uống sữa đâu chị Banda, sữa chỉ dành cho mấy đứa nít thôi à. Đúng rồi, sữa chỉ dành cho con nít thôi, Hemi không có uống đâu. No no, vậy là sai rồi. Sữa là dành cho tất cả mọi người nha, tại vì sữa rất tốt cho xương, sữa có rất nhiều canxi đó. Cho nên là hai đứa nên uống hết ly sữa đó đi nha. Chị nhìn kìa, ông Phúc ổng nói với em mà từ nhỏ tới giờ ông có uống giọt sữa nào đâu mà ông cũng lớn cà bá đó thôi. Dạ. Dạ, hey, hello mọi người nha. Hello, xin chào, hello, cái làm gì mà hello? Dạ, dạ, kẹt rồi, ui, chết rồi, kiểu này là không ổn rồi. Ôi trời ơi, ghê quá. Trời ơi, sợ quá, uống miếng sữa cho đỡ sợ. Bây giờ mình phải uống thử vô thôi cho xương mình chắc khỏe hơn. Trời ơi, còn xương già hơn thì chị phải nóc 2 ly mới đủ.